khi đối mặt với nghịch cảnh? Điều gì thúc đẩy bạn tiến lên? Sự can đảm hay là kinh nghiệm? Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tất cả những gì đang hỗ trợ bạn. Đáp ứng cho thế hệ máy bay không người lái doanh nghiệp mới: camera zoom quang học Matrix 30 series, camera nhiệt, camera góc rộng và thiết bị đo khoảng cách. Laser M30 là một khối hỗn hợp các tiêu chuẩn mới được cung cấp bởi bộ điều khiển chuyến bay mới nhất của DJI, nâng khả năng truyền tải hình ảnh và công nghệ xử lý hình ảnh lên một tầm cao mới. Cảm biến và định vị 6 hướng cung cấp khả năng bảo vệ và đảm bảo cho một chuyến bay an toàn. Bộ truyền hình ảnh 4 anten thế hệ mới đảm bảo tín hiệu luôn được ổn định ngay cả trong các môi trường phức tạp. Với camera zoom hỗn hợp lên tới 200 lần, bạn có thể lấy nét từ rất xa và chụp lại chính xác bức ảnh bạn cần. Camera nhiệt có độ phân giải cao giúp bạn có thể quan sát được nguồn nhiệt một cách hiệu quả. Và khi màn đêm buông xuống, M30 đã sẵn sàng. Trong điều kiện ánh sáng yếu, camera FPV của nó có thể giúp bạn quan sát được môi trường xung quanh ngay cả trong bóng tối, để bạn có thể làm việc an toàn và mang lại ảnh chụp thiếu sáng thông minh một cách rõ nét nhất ngay cả vào ban đêm. Tất cả các sức mạnh này đều được thu gọn vào trong một thiết bị nhỏ gọn và di động, thậm chí nó có thể để vừa trong ba lô của bạn, để bạn có thể đi tới nơi bạn cần, nhanh chóng tháo lắp và cất cánh chỉ trong vài giây. Pin của nó có thể thay thế cực nhanh từ phía sau và ngay cả khi bạn bay dưới những cơn mưa xối xả, những con dốc nguy hiểm, những cái nóng đến thiêu đốt, những con gió mạnh hoặc lạnh cóng, M30 được thiết kế để chịu đựng. Bộ điều khiển DJI RC Plus mới được thiết kế cho các phi công doanh nghiệp. Nó không thấm nước và có thể chịu được các nhiệt độ khắc nghiệt, khả năng truyền video 4 anten, pin có thể thay đổi nhanh và có kết nối 4G, hỗ trợ cả sạc nhanh 65W đủ để cung cấp nguồn điện cho đến khi hoàn thành công việc. Phần mềm DJI Pilot thế hệ thứ 2 được thiết kế lại giao diện người dùng, mang lại một cuộc cách mạng mới trong trải nghiệm chuyến bay. Giới thiệu với DJI Fly Hub thế hệ 2 hoàn chỉnh, nền tảng hoạt động của máy bay không người lái thế hệ mới từ mặt đất cho đến lưu trữ đám mây, bản đồ cơ sở 2.5D và đồng bộ hóa toàn cảnh chỉ với một lần chạm, cho bạn nhận ra tình huống nhanh chóng, và bản đồ đám mây RGB hoặc hồng ngoại cung cấp cho bạn hình ảnh chính xác với độ phân giải cao để bạn có thể tiến hành an toàn, nhanh chóng và đảm bảo. Với khả năng chú thích trực tiếp lên bản đồ, có thể vẽ các tuyến đường hoặc phân chia khu vực làm việc rất nhanh chóng và có thể đồng bộ hóa thông tin lên đám mây và bộ điều khiển từ xa cũng như các thiết bị di động, giúp mọi thành viên trong đội phối hợp một cách ăn ý. Đối với những nơi xa xôi trên trái đất, vì những con đường ít người có thể qua lại, chúng tôi xin giới thiệu với bạn DJI Dock. Được sản xuất cho các chuyến bay bằng máy bay không người lái tự động suốt ngày đêm ở bất cứ nơi nào bạn cần. Nó rất nhỏ gọn và được tích hợp để dễ dàng lắp đặt, thiết lập và cài đặt cấu hình chỉ trong 30 phút. Các thành phần cốt lõi được thiết kế theo module và dễ dàng bảo trì. Phiên bản M30 Dock khi hạ cánh có thể sạc lại và cất cánh chỉ sau 25 phút. Với bán kính hoạt động lên tới 7 km, DJI Dock có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát lặp đi lặp lại trong nhiều tình huống khác nhau. Có thể lập kế hoạch và thực thi nhiệm vụ từ xa thông qua nền tảng đám mây DJI Fly Hub 2. Máy bay không người lái có thể cất cánh và thực thi các tác được chỉ định và tự động tải lên các tệp phương tiện. Có thể kiểm tra ngay trên dock của máy bay không người lái và trạng thái nhiệm vụ trong thời gian thực từ trình duyệt web của bạn, giúp bạn có thể quản lý hiệu quả mạng lưới của DJI Dock đã lắp đặt và đạt được trải nghiệm làm việc từ xa. Thế giới của chúng ta đang hoạt động dựa trên sự tin tưởng và làm việc chăm chỉ của bạn. Dòng sản phẩm Matrix 30 có thể giúp bạn chiêm ngưỡng bầu trời ngay khi bạn cần nó. DJI Fly Hub 2 giúp bạn phối hợp không đối đất ngay cả những địa hình hiểm trở. DJI Dock tự động giúp bạn có thể làm việc ngay cả ngày lẫn đêm. Và tất cả những điều này đã sẵn sàng để dành cho bạn.